Nhật Bản là một đất nước rất là sạch sẽ, vì việc đổ rác là một việc cũng khá là quan trọng. Nhưng đối với người nước ngoài thì việc phân loại rác thì nó tương đối là phức tạp. Người dân ở đây thì có ý thức rất cao và trẻ em thì được học từ nhỏ. Ngoài đường thì hầu như là không có thùng rác nhé, nhưng mà người ta thì sẽ mang rác về nhà. Rác thì phải đổ đúng ngày và có chỗ tập kết rác của khu phố hoặc là của tòa nhà hay căn hộ. Nhưng nếu muốn đổ rác mà không quan tâm đến ngày hoặc đổ rác lớn, cồng kềnh như là tivi, tủ lạnh thì sẽ có những chỗ đặc biệt như là mang thẳng đến nhà máy xử lý rác hoặc là đăng ký để có người đến lấy, như là đăng ký ở trên mạng hoặc là ở ngoài bưu điện. Những clip nói về rác ở Nhật rồi nhặt rác bán hàng Nhật bãi thì trên mạng có rất là nhiều. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái đề tài mà chưa ai làm, đó là đi thẳng đến nhà máy xử lý rác, để mọi người cùng xem những cái quy trình và cái độ hiện đại của nó như thế nào nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay lại với channel của mình. Xin chào. Hôm nay mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái một cái nhà máy rác hiện đại của Nhật Bản như thế nào nha. Rồi, mọi người cùng xem nha. Do lần này mình có rác muốn xử lý ngay trong ngày, cho nên mình đã chọn cách là mang thẳng đến nhà máy xử lý rác gần nhà. Nếu như thông thường mà đổ rác đúng ngày, đúng nơi quy định thì sẽ không tốn tiền nha. Còn nếu như đổ ở nhà máy hoặc là đăng ký cho người đến lấy thì chắc chắn sẽ tốn tiền. Đây là quang cảnh phía trước một nhà máy xử lý rác. Nhìn thì rất là sạch sẽ và rộng rãi. Rác ở Nhật nếu như phân loại đúng cách thì nó khá phức tạp. Nào là rác sinh hoạt, chai nhựa, chai thủy tinh, chai thiết, giấy báo, giấy cắt tông, đủ các thể loại mà phải phân loại ra thật là chi tiết. Nhưng chung quy lại nó vẫn là hai dạng chính, đó là rác cháy được và rác không cháy được. あ、両方あります。燃えないゴミも。今測ってるので、軽量機から下がってください。はい、ごめんなさい。はい、床鍋です。はい、床鍋だったっていうのは燃える燃えない両方です。はい。初めてではない。あ、ないです。はい。はい。はい、すいません。ありがとうございます。すごいな。 あれは車測ってるんだよ。あ、重さ測るんだって。すごい。すごいね。なんか出てよ。うん。あ、煙が出たです。はい。そしたらあとで持ってて、電池そのままでいいんだよ。窓閉めて。ああ。バーコードのとこ。あ、はいはいはい。 ブランク。すごい。はい。うん、後ろか。 ですね。少々お待ちください。はい。あと普通のゴミもあります。はい。まあ両方ともちょっと混んでてます。はい。申し訳ない。はい。2番で。終わり次第で。あ、わかりました。あの軽自動車のところですね。 はい。ちょっと待って。
Ở phía bên trong thì nó rộng và hơi ồn, được cái thì nó khá là sạch sẽ. Rác được đưa vào từng cửa theo thứ tự rất là gọn gàng. Không biết sao khi thấy những cánh cửa có đánh số như thế này thì mình hơi sợ sợ. Nó gợi nhớ lại cho mình một cái ký ức không đẹp về những cánh cửa như thế này. Trong đây thì có khá đông người làm và ai cũng tuân thủ chặt chẽ an toàn lao động. Làm việc nghiêm túc, an toàn là trên hết. Đổ rác xong thì cánh cửa tự động sẽ mở và mình sẽ chạy ra ngoài để cân lại trọng lượng của chiếc xe. Lúc đầu mới vào sẽ cân một lần và bây giờ sẽ cân lại một lần nữa xem trọng lượng nó chênh lệch là bao nhiêu, rồi từ đó mới quy ra giá tiền. Và ở nơi này có quy định là rác trong gia đình dưới 10kg sẽ là 100 yên. じゃあなんかパパに買ってくれたの？うん、アイスをパパ買った。あ、そう。アイちゃん買った。タオちゃん優しいね。頑張ろうもいいや。パパ、アイスをチョコレート食べたい。パパ、アイスをチョコレート食べる？うん、食べる。え？食べる？うん。バレーはアイス美味しい。はいはい。じゃあ、マイダのアイス欲しいの？うん。あ、美味しそう。ハムイ、アイモ、アイモケムじゃ？はい。ハムイモは？パパ。あ、じゃあパパは？あ、頑張る。はい、パパ持って。あ、美味しそう。ハムイ、アンケムハムイ？はい。Bây giờ mình chuyển qua lấy xe rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Hami chào, bye bye con. Hami, bye bye. Hami. Cái gì mất thế thì cả đời. Bye bye để chiên nó. Chào, bye bye, xin chào.